thấy không ngon nữa. Một lần lắm đám cưới nhà chị tặng mẹ thịt nó hơi bở ha. Thịt nó hơi bở, ăn thấy chắc thịt thấy nó không ngon rồi thôi. Tại vì cá đó người ta nuôi còn cá phi nó tự nhiên, thịt nó chắc hơn. Nhưng mà cá phi mình mặn cái ruột á bác, mình phải lấy ra cái đen đen ở trong á. Đúng rồi, nó mới không hôi. Chứ nó hôi mấy cái gông ghiêu rồi đó. Ăn ba cái tảo nữa mà. Đúng rồi. Cá phi nó phải ăn á. Cá đó là mày giờ tính ra nó cũng mau lớn nha ông Tư. Nó hổm hổm mà câu nó nay cũng 2 tháng gì. 2 3 tháng gì. Hổm câu bằng ngón tay gì. Cá phi nó ăn tạp dữ lắm, nó mau lớn. Ông tính ông mới thả, ông kêu đi qua bên đó câu có cá phi mà ông thả cá điều hồng với cá chim này nè. Dạ. Xuống nè. Mà đâu có chút tẻo vậy mà trời nó bu. Mà lớn. Hay lắm rồi, ở dưới ngay ủy ban xã của Long Khánh. Còn 4 đồng chí ông ở dưới cắn anh luôn. Ừ. Ở xuống đìa cắn luôn. Còn cái dạng con gà mà hôn chẳng chừng 1 ký mà gà chết dục xuống một cái hả? Là hồi là lông nó nổi lên chứ không. Nó dục xuống một cái là không có con gà nào mà đi lên được hết đấy. Con vịt là đâu có dám xuống. Nó ăn luôn hả? Con vịt lội xuống là nó tám vịt luôn. Không, cá đó là cá bự rồi đó. Cá bự, cá cái dạng 2-3 ký. Cá này nuôi nó bự lắm mà, 4-5 ký cũng có nữa. 4-5 ký bình thường. Dạ. 4-5 ký là khoảng cỡ 2 năm là khoảng cỡ 5 ký là cá chắc luôn. Cá màu lớn thì chứ, cá nó thịt nạc, tính ra cá nó ăn ngon á. Mà nhỏ xương nó nhiều chút à. Chùm món sò chú Tư. Này là kho mắm hả chú Tư ha? Kho mắm là mang một cái rồi. Nè, con cá này rồi. Có chú Tư mặn cá nè. Đúng rồi, cá đó là mặn phải sạch ruột ở trong luôn á. Mặn vỡ con cá phi ra giờ mấy cái này nó hôi rình mà. Nó hôi gông. Nó hôi gông. Còn mặn người ta kỹ, nó này sạch trơn. Này có hai con cá chim rồi. Cái màng bụng là cái mỡ nó mỡ gì cái gông có thể nó đang phù lù nó gịnh mà cá phi mà mày ăn cá nuôi mà mày mày không mần cái này là nó ăn hồi nó còn gịnh nó còn giặt nó mới tiêu cái trang rồi má nó đi cầu kè lắm vậy mà anh về chưa. Ở ngoài này có hồi mình vô chòi luôn ha chú Tư ha. Mà hồi mình vô chòi luôn ha. Rồi vô chòi nghe các bạn. Giờ cũng 5 giờ rưỡi chiều rồi. Bông này là mình trồng bao lâu á chú Tư? Bông này nè. 6 tháng hả? Giờ là cỡ này chắc cỡ 2 tháng mấy hả chú Tư hả? Tháng 6 tới giờ đó. Tháng 6 tới giờ hả? Ồ, cũng lâu dữ ha. Giờ tháng 10 rồi. Tháng 11 rồi. Con tính ra nó trồng lâu dữ ta. Con tưởng đâu là trồng cỡ 3-4 tháng hả? Có một cút kia đó, cút mấy vỏ người kia. Miếng bên đây là một công không chú Tư? Miếng bên đây một công không? Công mấy hả? Còn mấy trồng bông thôi mà còn bên đây trồng hành. Dạ. Trồng hành dưới ngò gí sang kẻ luôn á chú Tư ha. Chỗ này chắc mỗi buổi chiều ra đây chơi với chú Tư quá. Tư giờ nào mà